Xin chào các bạn. Phanh ABS là một trang bị an toàn cho xe máy và ô tô. ABS là viết tắt của chữ Anti-Block Braking System, hệ thống chống bó cứng phanh. Với tác dụng của cảm biến và các cơ cấu thay đổi áp suất dầu phanh trên từng bánh xe trong quá trình phanh gấp, ABS giúp má phanh liên tục kẹp nhả đĩa phanh. Điều này tránh việc má phanh bắp cứng vào đĩa phanh khiến bánh xe không quay mà trượt dài. Với hệ thống ABS, bánh xe vẫn tiếp tục quay nhưng với tốc độ chậm và vẫn bám đường. Một bộ ABS cơ bản bao gồm một bộ xử lý trung tâm ECU, một cụm điều khiển áp suất dầu bao gồm các van điện, van một chiều, khoang chứa dầu tạm thời, bơm dầu được truyền động bởi một motor. Trên đĩa phanh của bánh xe được bố trí một vòng đĩa răng cưa, một mắt độc áp vào phần răng cưa của đĩa này để theo dõi chuyển động của bánh xe. Một đèn báo ABS cũng được ECU cấp điện để người lái xe theo dõi hoạt động của ABS có bình thường hay không. Thường thì cụm ECU và cụm điều khiển áp suất sẽ được gắn liền với nhau thành một khối. Dây dẫn dầu phanh sẽ được nối từ tay hoặc chân phanh vào cụm bộ điều khiển. Một đường dầu khác sẽ đi ra từ cụm này để đưa dầu đến cụm heo dầu ở bánh xe. Nghĩa là thay vì dây dầu đi trực tiếp từ tay thắng đến heo dầu, thì đường dầu sẽ đi qua cụm ABS rồi mới đến heo dầu ở bánh xe. Về hoạt động, khi ta bật chìa khóa nối điện cho xe thì đèn báo ABS sẽ sáng. Khi xe chạy tốc độ trên 10 km/h thì đèn này sẽ tắt. Lúc này mắt độc sẽ liên tục gửi tín hiệu về trạng thái chuyển động của bánh xe cho ECU. Cụm điều khiển áp suất dầu đang ở trạng thái chờ. Ở trạng thái này van 1 luôn mở, van 2 luôn đóng. Đường dầu thông suốt nối từ tay thắng đến heo dầu ở bánh xe. Khi ta bóp thắng, áp suất dầu vẫn truyền đi đến má thắng. Trong điều kiện xe chạy hơn 10 km/h mà ta bóp thắng gấp, bánh xe có dấu hiệu dừng lại, chuẩn bị trượt. Mắt độc sẽ báo tín hiệu này về ECU. Lập tức ECU sẽ điều khiển để can thiệp áp suất dầu thắng, gây tác động nhấp nhả liên tục, có thể từ 15 đến 30 lần trên giây để bánh xe không trượt. Mỗi chu kỳ nhấp nhả của bộ ABS trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, ECU cấp một dòng điện cho cuộn solenoid ở van 1 để van 1 đóng lại. Áp suất dầu không truyền thêm từ tay thắng xuống má thắng. Áp suất dầu vẫn duy trì lên má thắng. Đây gọi là giai đoạn giữ áp suất. Giai đoạn 2, van 2 được cấp điện để mở ra. Dầu sẽ tràn vào khoang chứa tạm thời. Áp suất dầu nhờ đó giảm đi, má thắng sẽ được nới ra. Giai đoạn này gọi là giai đoạn xả. Giai đoạn 3, bơm dầu được motor kích hoạt sẽ liên tục bơm dầu vào đường van một chiều, đồng thời van 1 sẽ mở, van 2 đóng để thông dầu xuống má thắng, tạo áp lực trở lại lên má thắng. Giai đoạn này gọi là giai đoạn bơm. Cứ như vậy, 3 giai đoạn giữ, xả, bơm sẽ lặp lại liên tục đến khi mắt độc báo về ECU tín hiệu bánh xe dừng lại hẳn hoặc quay đều thì ABS không hoạt động nữa. Hệ thống sẽ quay lại trạng thái chờ. Rõ ràng ABS mang lại lợi ích an toàn lớn cho xe. Không có ABS khi phanh gấp, nếu bánh trước bị trượt, mất độ bám, bánh xe không còn tác dụng dẫn hướng, xe dễ bị ngã. Nếu bánh sau trượt, xe xoay do mất độ bám ngang. Hiện nay việc lắp thêm bộ ABS cho xe máy cũng đơn giản. Điều kiện là xe có trang bị thắng đĩa. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về nguyên lý làm việc của bộ ABS. Hy vọng video này sẽ có ích đối với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.